Kính chào quý vị, đêm qua và sáng nay một số nơi trên địa bàn tỉnh đã có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được dao động từ 31 đến 32 độ, cao hơn từ 4 đến 5 độ so với trưa ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao suy yếu nên thời tiết trong toàn tỉnh được dự báo là trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mưa trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 32 độ, cụ thể từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mưa trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 71 đến 91%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mưa, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 70 đến 89%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mưa trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 74 đến 93%. Về Thủy Văn, 24 giờ qua, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,29 m. Ngày mai mực nước các sông xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh triều lúc 6 giờ 30 phút ở mức 1,10 m đến 1,20 m. Sông Cửa tại Bá Nha đỉnh triều lúc 3 giờ 30 phút ở mức 1 m đến 1,10 m. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.